Và gần đấu tiếp theo, vâng, Dino cầm Baby. Tuyệt thế vô song cầm gì đây? Vâng, tôi bỏ qua phần xem tham đầu hay sao? Vâng, mỏ quả đâu? Đóng G đẹp nào. Một bầy hiệu. Vẫn là cái màn quen thuộc, tiểu lý vi hiêu lùa hiêu về tận nhà. Đây lại là thương hiệu rồi. Và cái màn lùa hiêu lùa voi này chúng ta phải xem Dino chim sẻ. Ở những người mà có cái tay phải gọi là dị quá mức cho phép. Lùa đâu chạy đó. Chạy lung tung tóe. Vâng, bên phía của tuyệt thế vô song đó là Pan. Pan là một quân có thể gây được đột biến, nhưng đó là trong những trận đánh team, còn đây là một trận đánh solo. Vâng, Pan của tuyệt thế có ăn được Baby của Dino hay không? Hiêu đã ngoan ngoãn về nhà. Vẫn những bước giò quen thuộc. Nhà có 1 giờ. Vâng, chưa có gì đảm bảo cho những một tương lai. Phải làm sao đây? Vâng, thấy voi. Vâng, có voi là vui rồi. Đóng S sau đó câu voi về S để ăn. Rất đơn giản. Đừng quên chặt gỗ. Thiếu gỗ thì không vui chút nào đâu. Ăn dân ăn quả ra để có thể ăn voi. Đây là một đôi. Vì vậy thoải mái đi. Vâng, xóa thôi. Và một bầy hiêu ở xa xa. Ba con. Vâng, mới thấy ba con. Còn những con còn lại đang núp. Núp thì không vui. Bây giờ thì ăn voi trước. Điều chỉnh sau. Chết một dân. Quá đen. Vâng, bây giờ thì Dino không thể trách được ai, chỉ có thể tự trách bản thân ấy khi mà anh ấy để mất tay một câu voi và để rất mất một dân. Và những trận đấu mất dân là những trận đấu rất khó. Voi quay đầu thì tiếp thôi, đừng để nó chạy, đừng không cho nó thoát. Chơi bài 23 dân. Với việc chết một dân này, quyết định chơi bài 24-1. Cắt dân làm quả ra để ăn hiệu. Tiếp tục câu voi về, câu bằng được luôn. Voi chết rồi. Như thế này là thơm. Ông phải hiểu rất ngoan ngoãn nằm xuống, vẫn còn một con. Phi nốt đi anh, tại sao để nó lạc đàn? Và bây giờ thì tự tay làm khó rồi. Đóng ghét địch đằng sau và đằng trước là sang yêu. Sẽ cắt thêm dân ra để ăn mấy con yêu. Nhưng mà ăn con yêu đó thì phải đi đường vòng. Không vui chút nào cả. Thì chuẩn bài. BBVM. Và tiếp theo là một cái L. Mình bắn ngay cái L xuống. 700 thực rồi.
Nhà điều kiện cũng sắp xong. Vâng, đủ nhà điều kiện. Kích đời 10-36. Không hề chậm. Với một vài 24-1. Xây ruộng. Sau khi lên đời thì lực là không có. Phải chăng lên đời để dọa cái thế cô xong. Xin con ngựa giò. Thiếu gỗ rồi, và như vậy là thiếu gỗ. Thiếu gỗ để xây ép đập vàng. Chết một dân thì quá thiệt thòi. Rất nhiều dân đang đập vàng. Sẽ xây e để có kiến khu kinh tế. Ngựa giò sẽ làm nhiệm vụ đi lung tung. Có giò của tuyệt thế vô song. Ca này lại khó cho Dino rồi. Bây giờ lên ba. Còn lên ba xin đặt ba. Bít e. Ôi thôi chết rồi. Chết dân. Chết tiếp. Và như vậy là chết ba dân ở nhà chính. Vẫn cố gắng còn sống và còn chiến đấu. Dân bỏ ruộng. Còn xây nhà phù. Còn sống và còn chiến đấu. Đó là một tác phong. Bò ngay khu vực làm gỗ của mình. Bây giờ thì ruộng. Ruộng cứ thế vô xong. Có lạc đà về đỡ rồi. Bây giờ ngựa giò sẽ phải chạy cong đít. Vẽ thêm ruộng. Này đang thiếu thực. Con phù đầu tiên đã được sinh ra. Con phù để chống lạc đà. Vâng, lạc đà đang lởn vởn quanh nhà. Ngay lập tức anh ấy phải đóng một cái nhà phù và xin ngay con phù ra để hú. Điểm của tuyệt thế vô song đang nhỉnh hơn rất nhiều so với Dino. Đây là một kèo khó của Dino khi mà chết một dân và sau đó còn bị đối phương sang chém chết ba dân. Vâng, bài này quá khó. Nếu anh ấy thắng được trong kèo này thì thực sự là quá tuyệt vời. Phá e để tìm đường đi ra. Vâng, đóng một cái A. Bít ngay lối vào. Có vẻ như tuyệt thế vô song dò sai nhà hay sao mà anh ấy lại quyết định là không công sang nữa. Sau một turn có lạc đà, có ngựa giò và bây giờ anh ấy đang ủ mưu gì đây? Rất khó đoán, đây là thời gian hách não nhau. Nâng cấp khung A. Vâng, thôi xong rồi, bây giờ là tìm đường để vào khu chặt gỗ. Đứt phần phật. Bây giờ căng đét như dây chun. Hú được một con lạc đà. Và thậm chí là hai con nhưng chết mất một phù. Và lại chết dân. Cái điều mà không ai muốn đó là chết dân. Vâng, điều không ai muốn thì thường xuyên xảy ra. Nâng cấp áo thứ hai cho cung A. Vâng, bây giờ thì một loạt cung R. Một loạt cung R của
tuyệt thế vô song đang kéo sang. Nhận thấy nhà của Dino có phù, ngay lập tức anh ấy kéo cung R sang để quyết mần ăn. Vẫn đi kẹp với cung R là lạc đà. Kèo này căng đét. Ở nhà của Dino, anh ấy bắt đầu đẻ ra lửa A đầu tiên. Dân một máu chạy đâu được khỏi nắng. Phù được lạc đà. Bảo kê những con phù. Đây là cần bảo kê những con phù. Vâng, phải e chặn đường ngay. Nếu không lạc đà bay vào được ruộng thì chết. Vâng, những pha bịt đường rất hay. Bây giờ thứ A đầu tiên phải ra để đỡ. Phù chết gần hết rồi. Một số phù đấy chết hết sạch. Vâng, một pha rút quân. Hết vàng rồi. Phải nâng cấp bánh xe nên chạy vô kíp. Và hết vàng đồng nghĩa với tiền mà không thể có phù. Anh ấy thủ bằng phù, bây giờ không có phù thì lấy gì ra để thủ đây? Kéo khá khó. Lại một tên lạc đà công vào. Vẫn lạc đà vào A thì hơi thiêu. Nhưng A chưa đủ nhiều. Chạy vòng quanh tìm đường vào. Vâng, hết vàng thì lấy gì để pick A? Kéo này khó. Một dân ăn vàng bị chăn. Những con A vẫn đẻ ra là đi chiến đấu luôn. Nhưng quá nhiều cung và quá nhiều lạc đà. Một game này còn sống còn chiến đấu. Đánh đến bao giờ mà hết sạch không thể đánh nữa thì thôi. Tôi thích cái phong cách này. Thích cái tinh thần này. Vâng, bây giờ thì bí quá thì chơi luôn cả hỗn mã. Cứ mỏ vàng chặn dân, chết rất nhiều dân rồi. Dân đẻ ra. Cung A và cả sọc đơn. Vâng, xem Nam đè quá nặng rồi. Bây giờ Nam đè quá nặng. Bây giờ biết phải làm sao. Cung A bị chăn, lạc đà áp sát được cũng là rất khó để có thể làm trò chống cự. Vâng, lạc đà vẫn quyết định là mèo vờn chuột. Cũng xây e rồi lại phá e. Dino đang làm gì đây? Vâng, chọn con sọc đơn của mình xông vào để chăn dân. Quyết định là quấy rối, tạo khoảng thời gian rảnh ở nhà phát triển lại kinh tế. Tiếp tục vít cung R. Vâng, như vậy là quyết định đổi món sang A. Chơi A chứ không chơi R. Vâng, xin R rồi lại cancel đi để xin A. Tìm góc làm ăn ngay. Vâng, dâng gì đây? Anh ấy dâng gì? Nâng cấp trận gỗ 2. Cho nông dân chạy sang sát nhà đối phương rồi. Dâng cái gì? Vâng, 1 tỷ con lạc đà đang xông thẳng vào nhà của Dino. Phải đỡ được tên này, nếu không thì chết. Vâng, 7E. 7E tới từ tuyệt thế vô song. 7E bắt dẫn. Nhưng bây giờ vô tình cái E đó là vật cản cho con lạc đà. Bây giờ lạc đà và cung R của Dino. Vâng, xin lỗi là lạc đà và cung R của thế vô song rất đông. Và Dino không đỡ được tên này. Không thể đỡ được. Ở nhà hết quân rồi, Tham còn 30. 30 thì có lẽ là phải đến 27, 28 là dân. Quá đông cung và lạc đà.
Vâng, Dương A sang nhà của Tuyệt Thế Vô Song, nhưng Dương A bây giờ có phải là quá muộn không? Nhà cửa bung bét rồi, dâng cũng không có lực để mà dâng nữa. Bây giờ thì gỗ và thực vẫn còn nhưng không được bao nhiêu, bởi vì nhà đang bị công liên tục, không có thời gian để làm ăn, vẫn bị công từ mọi hướng. Quốc vàng, vâng, ruộng trái, bịt e. Vâng, bịt e làm gì khi mà có cung R đang đứng bắn. Có 1 tỷ thằng dân đang cày chung một cái ruộng. Trở lại thời bao cấp sao? Chạy dân, nhưng Tuyệt Thế Vô Song bắt bài. Một pha chạy ngựa xuống dưới để chặn đầu dân. Vâng, chạy đâu cho khỏi nắng. Vâng, mỏ vàng bị bắt. Sẽ là quýt. Và còn sống là còn chiến đấu, đánh đến cùng. Có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên trong trận đấu này mà GV dẫn trước. Vâng, như vậy là quýt rồi. Sống thoi thóp thì thôi cho đi luôn. Tỷ số là 3-2 cho Gover.